nếu kiếp này đã tu đến cực tận, ta liền tái tạo càn khôn này, từ dương mắt sáng giận nhìn trời cao, sấm sét để trời gào thét không dứt. Trong ảo cảnh một bước lên không trung, từ dương tay trái hóa âm dương, tay phải hóa càn khôn, đem thiên địa vạn vật này dung nhập vào trong hai tay, cánh cửa cuối cùng quấy nhiễu mình vạn năm, rốt cục cũng bị mở ra. Từ đó, tất cả bản nguyên trong thiên địa này, từ dương muốn khống chế, đều bất quá là trong một ý niệm mà thôi, ở trong đạo của hắn, vạn pháp vạn vật đều có thể quy nhất, không có bất kỳ khác biệt gì. Trong lúc hoảng hốt, một cánh cửa tràn ngập ánh sáng kia rốt cục mở ra, từ dương nội thị mới phát hiện, thân thể của mình cũng sinh ra biến hóa long trời lở đất, tất cả cảnh tượng trong mộng, cũng chính là tiểu thế giới gia định kia biến thành nội không gian chân thật tồn tại, dung nhập vào trong tâm hải của mình. Kết thúc rồi, cửa ngoài trời này, chính là điểm khởi đầu mới. So sánh ra, Bạch Liên Tuyết không yên tĩnh như ảo mộng mà từ dương đã trải qua, vô số chiến thi, dưới ánh sáng của bạch liên tuyết phật chiếu rọi dần dần hóa thành điểm sáng màu vàng biến mất trên bầu trời theo linh khí của nàng không ngừng tràn ra ngoài trong không gian này giết chóc khí tức cùng mùi máu tươi cũng dần dần tàn đi vương ngồi cũng không biết qua bao lâu bạch liên tuyết thậm chí chính mình cũng không có phát hiện thánh liên trong cơ thể cùng phật đạo công pháp của mình hoàn mỹ phù hợp sau khi toàn bộ thi hồn trong không gian đều bị độ hóa sạch sẽ sau lưng chậm rãi ngưng hiện ra một đạo kim quang liên hoa vô cùng rực rỡ rừng là thánh tâm phật liên trong đó thanh én sinh mệnh lực vô cùng cường hoành. Sau khi lĩnh ngộ công pháp Phật môn trí cường này, Bạch Liên Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, môn hộ thông tới điểm quấy huyễn mộng đồng thời mở ra. Trong mấy người này, mỗi người đều có khảo nghiệm khác nhau, xem như lão phụ nhân thần bí tàng thư lâu này đối với đoàn đội từ dương bố trí khảo nghiệm duy nhất. Trên thực tế, đây chính là tạo hóa thiên đại cho bọn họ, linh giao ảo mộng không gian, đại lập lại cảnh tượng trong thiên kiếm thánh địa quá quen thuộc. Trung tâm đài tròn khổng lồ, từng đạo xiềng xích tráng kiện rũ xuống chỉ là lúc này đây xiềng xích trói không còn là thanh thiên kiếm kia mà là linh giao hồn không có bất kỳ đồng bạn nào ở đây linh giao lạnh nhạt nhìn thế giới quen thuộc này thẳng đến hồn niệm của thập lão lần thứ hai ngưng tụ linh giao tội nhân của thánh điện ngươi này là trở về chuộc tội sao ngươi giết tất cả chúng ta cướp đi thiên kiếm truyền thừa hôm nay sẽ làm cho ngươi mất đi tất cả linh hồn tri âm của thập giả điên cuồng quanh quẩn trong đầu linh giao làm cho nàng cảm thấy vô cùng thống khổ nhưng vô lực giải thoát. Thẳng đến khi cỗ kiếm khí lạnh thấu xương như cơn bão lần lượt xuất hiện, linh dao mạnh mẽ mở hai mắt ra. Cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong làm cho lâm nguy thức tỉnh bản năng ngự kiếm. chung quanh vô số đạo kiếm quang đồng thời ngưng tụ, dùng để đối kháng kiếm khí không sát thập lão với mình. ầm ầm, kiếm quang khủng bố không ngừng bay múa tàn sát bừa bãi. Linh dao có lẽ là bởi vì hồn thể bị giam cầm ở giữa xích sắt, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của mình dưới sự bức bách của thập lão kiếm khí rất nhanh rơi vào bị động. Đang chết! Linh dao cắn chặt răng, giờ khắc này nàng theo bản năng nghĩ đến toàn bộ ký ức quan vân kiếm y lĩnh ngộ trong phi bộc sơn động đều rõ ràng trước mắt. Ha ha ha, Linh dao buông tha chống cự đi, người đã không có bất kỳ trợ giúp nào, chờ đợi ngươi chỉ có kết cục tử vong, Linh dao lạnh lùng nở nụ cười. Không, các người sai rồi, ta không còn là người mặc kệ trước đây nữa, hiện giờ ta mới là thánh chủ duy nhất của thiên kiếm thánh địa, người kế thừa thiên kiếm, tất cả các ngươi đều phải ở dưới chân ta. ầm ầm Một thanh kiếm khí vô cùng cường đại ầm ầm bộc phát, linh dao phát ra một tiếng gầm thét, chấn nát tất cả xích sát trói buộc bên ngoài thân, ngoài cơ thể một tầng kiếm chi quang mang vô cùng rực rỡ lóng lánh. Đó là khí tức của thiên kiếm. Thập điều hồn niệm hoàn toàn bị kinh ngạc, tất cả mọi người không nghĩ tới, Linh giao thật sự có thể đạt thành cộng hưởng với thiên kiếm Trong phút chốc, chung quanh tất cả kiếm quang bị nghiền nát toàn bộ một lần nữa ngưng tụ vây quanh bên người linh giao, ngay cả thập nhân mỗi người ngưng tụ ra kiếm khí Cũng đều đang chấn động hồi lâu sau, tránh thoát bọn họ mỗi người không chế Bản năng bị hấp dẫn đến bên người linh giao Thiên kiếm thức tỉnh, vạn kiếm trường tông Không biết, tất cả kiếm quang đồng thời bộc phát ra quang mang vô cùng nguyễn mục cuối cùng ở sau lưng linh giao dung hợp thành một đạo thiên kiếm thật lớn, chân chính thuộc về thiên kiếm kiếm quang tụ tập ở phía sau linh giao. Cũng chính vào giờ khắc này, khí tức của thiên kiếm cùng kiếm ý của linh giao hoàn mỹ dung hợp, triệt để trở thành một bộ phận thân thể của nàng. Kinh thiên nhất kiếm. Ầm ầm. Thiên kiếm phong mang vô cùng to lớn phá không chém xuống, chiến đài thiên kiếm thánh địa đều bị một kiếm chém thành hai đoạn, thập lão tàn hồn lại một lần nữa hôi phi yên diệt, chẳng qua lúc này đây, đánh bại bọn họ không còn là đoàn đội từ dương mà là chính linh giao giấc mộng của lăng thanh Xu rất ồn ào sau khi bị lão phụ thần bí kia điểm vào mộng cảnh nhà đầu này nắm chặt thiên thư vô tự trong tay theo bản năng tiến về phía cuối bóng tối cho đến khi tia sáng đầu tiên nuốt vào không gian mộng cảnh của mình là một tia ánh trăng vô cùng thuần khiết sau khi tầm nhìn rõ ràng lăng thanh Xu đi vào một thế giới xa lạ nhưng nơi này lại thuần túy mà tốt đẹp như thế tốt đẹp làm cho nàng hận không thể hóa thành một gốc tiên thảo vĩnh viễn dừng lại dưới ánh trăng, chờ đợi hắn trong lòng kia. Làng Thanh Du cũng không biết, không gian huyễn mộng của mình, chính là từ dương dệt ra cái tiểu thế giới dừng lại ở sâu trong tâm hải của hắn. Ánh trăng chiếu lên thư không chữ trong tay nàng, màu trắng như tuyết trắng hóa thành đạo minh văn, tràn vào hai mắt nàng. Đây là công pháp sao, công pháp trên vô tiểu thư. Làng Thanh Du lập tức quanh chân mà ngồi, ở trong thế giới nhỏ vô cùng thuần túy này minh tưởng, thằng đến sau lưng mình huyễn hóa ra đạo thanh nguyệt dị tướng vô cùng tráng xóa kia quanh thân đạo nguyệt chi quang hoàn che chở nàng phát hiện mình phảng phất dung nhập vào trong thế giới này từ nay về sau chung quanh hết thảy đều hóa thành một đạo lạc ấn không cách nào xóa nhòa lưu lại trong đáy lòng lăng thanh xu khi nàng lại mở hai mắt nhìn về phía quyển sách trong tay trang đầu tiên của vô tự thư rốt cục xuất hiện năm chữ lớn tinh xảo này hạo nguyệt vô cực công trải nghiệm ảo mộng của long khôn đại khái giống lăng thanh xu Bất quá hắn lại không nhìn thấy cảnh đêm tốt đẹp như vậy, ngược lại là trở về hồi ức khi mình còn nhỏ, bị lão phụ ở bên bờ sông Thu Lưu. Long Khôn thuở nhỏ là một cô nhi, đi theo những khách cái bên đường thành Nguyên Dương Đế quốc ăn xin, nhân duyên sẽ bị lão phụ thần bí kia nhạt được ở bờ sông, mang về thánh hồn thư viện, những trải nghiệm này hắn chưa từng cùng người khác nhắc tới, lão phụ vừa là sư tôn của hắn, cũng giống như cha mẹ hắn. Sư phụ, nơi này có nhiều công pháp như vậy, ta ngược lại học quyền nào đây? Trong ảo mộng, Long Khôn lại đưa ra vấn đề như vậy, chỉ là lúc này đây, Lão Phụ cũng không có xuất hiện ở trước mặt hắn, lại có một con phượng hoàng vô cùng tinh xảo hoa quý, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm bay trên đỉnh đầu hắn. Truy đuổi bản tâm của mình, tìm kiếm công pháp thích hợp nhất cho mình, tương lai của ngươi sẽ không giới hạn. Long Khôn lập người ngồi trên mặt đất, vẻ mặt bất đắc dĩ chống cầm. Hắn là người lười biếng quen rồi, cho dù là đệ tử Lão Phụ nhiều năm như vậy, cũng không học được công phu nghiêm túc gì, tu vi cũng vẻn vẹn chỉ nhập nguyên anh, căn bản không có năng lực thực chiến gì quá mạnh. Ai, tiểu gia ta mấy năm nay cảm thấy sống trên đời này thật gian khổ, nếu có thể có một loại công pháp có thể làm cho ta trở nên chống đánh một chút, phu nguyện đủ rồi, tốt nhất chính là đánh thế nào cũng đánh không chết cái loại này, công pháp giống như nhục sơn khô mộc hữu. Lòng Khôi bên này vừa mới ước nguyện xong, trên giá sách có hai quyển sách cổ đầy bụi bạm tự mình bay vào trong tay hắn, bất quá rất là tùy ý mấy cái lật động tác xem, mật áp công pháp văn tự tuyển rỗng giống, giống nhau bay vào thức hải của hắn không biết rằng đây chính là món quà thừa kế thực sự mà lão bà bà đã tặng cho đồ đệ thân yêu của mình trước khi ra đi đây là huyền vũ chân công phượng hoàng niết bàn trời ơi tất cả dường như giống như một giấc mơ không thể tưởng tượng nổi phượng hoàng lấp lánh đôi cánh dần dần rời đi cho đến khi biến mất ở cuối hành lang dài của giá sách tiểu khôn người nhớ kỹ long tàng địa một khi mở ra long mạch của nguyên dương đế quốc tất sẽ bị chặt đứt đế quốc hỗn loạn bốn phía chính là cơ hội tốt nhất để ngươi bước lên con đường nghịch tập tương lai nghĩ tới cuộc sống như thế nào dựa vào hai đại công pháp này tự mình đi tranh thủ đi ngươi thầy trò ta duyên hết cứ như vậy kết thúc đi sư tôn lòng khôn tâm ý bàng hoàng đứng dậy liều mạng truy đuổi phượng hoàng dần dần xa trung quy vẫn thất bại sư tôn ta rốt cục hiểu được thì ra người chính là Long Tàng hộ đạo giả trong truyền thuyết, Phượng Hoàng nhất tộc chân chính. Sau khi tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương đều thoát khỏi giấc mộng của mình, Tàng Thư Lâu trong chấn động kịch liệt rơi vào sụp đổ, tất cả mọi người khôi phục thanh tỉnh. Lão Tổ, nơi này hình như sắp sụp đổ, hiện tại chúng ta đi đâu? Lăng Thanh Xu vẻ mặt lo lắng hỏi, vô số sách cổ trước mặt đều đổ thành một đống. Đi theo ta, lòng khôn dưới sự chỉ dẫn của Phượng Hoàng Chi Hồn, sớm nhìn thấy vị trí lối ra một tiếng hét lớn vội vàng chạy về phía lối ra từ dương thì ôm lấy đoàn đoàn mang theo tam nữ thần theo sát phía sau rốt cục dưới sự chỉ dẫn của long khôn cuối hắc ám sắp sụp đổ xuất hiện một đạo truyền tống quang hoàn mọi người toàn bộ bước vào trong đó trong lúc chỉ trong chốc lát trong đầu mọi người một trận ong ong cảnh tượng trước mắt xảy ra biến hóa long trời lờ đất sa mạc nơi này lại là ảo cảnh sao bạch liên tuyết vô cùng khiếp sợ mở miệng là chủ nhân kim quang nê bồ tát nàng cũng là người duy nhất nhìn thấy sa mạc trong ảo mộng không nơi này đạo tích rõ ràng sinh mệnh khí tức nồng đậm là một mảnh chân thật tồn tại sa mạc duy chỉ có bầu trời là hư vọng lời nói của từ dương làm mọi người vẻ mặt mộng bức ý của ngươi là bầu trời sao có thể là giả từ dương cười khẽ bởi vì nơi này là dưới đất nếu ta không đoán sai nơi này chính là vị trí dưới chân nguyên dương đế quốc là có không gian ngầm mà tiền nhân lấy nghịch thiên tạo hóa lưu lại quá không thể tưởng tượng nổi long tàng rất có thể đang ẩn náu ở đây từ dương vừa nói xong tiểu long chăn trong túi liền thò đầu ra sau khi quan sát một chút đột nhiên giống như là phát hiện ra bảo tàng gì đó trực tiếp biến hóa thành bộ dáng nửa người nửa rắn trời ạ à, các ngươi cư nhiên thật sự thành công nơi này long khí tương đối nồng đậm nhất định chính là vị trí của long tàng trong cơ thể long mãng có huyết mạch long tộc rất nhỏ mặc dù như vậy năng lực bắt giữ của nó cũng là nhân tộc không cách nào so sánh trong các ngươi ai có thể bắt được phương hướng cửa vào cụ thể của long tàng hoặc là vị trí khí tức nồng đậm nhất từ dương nhìn lướt qua bên người tất cả mọi người đều là mắt to trường nhỏ không cho ra một đáp án rõ ràng để ta thử xem bạch liên tuyết đột nhiên nghĩ đến thánh tâm phật liên của mình khi ảo mộng cuối cùng hình thành xuất hiện Phật quang màu vàng chỉ dẫn, có lẽ phương hướng kim Phật kia chỉ chính là cửa vào long tàng địa cung. Bên tỷ tỷ nàng, cư nhiên cũng đã bước vào nguyên thần đại cảnh rồi. Linh Giao kinh ngạc nói, nguyên bản nàng cho rằng chỉ có mình đột phá, hiện tại xem ra, mỗi một người tiến vào tàng thư lâu, đều được một phần quà tặng truyền thừa quý trọng. ầm ầm, đột nhiên, một tiếng động rầm rầm từ cách đó không xa truyền ra. Mấy người từ dương dưới chân đều là vạn dặm cát vàng, ở loại địa phương này xuất hiện tiếng nổ vang, cơ hồ rất khó trước tiên tập trung vị trí cụ thể. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một con tử hạt ma thú khổng lồ hướng bên này ôm tới, chung quanh còn có vô số tiểu hạt, khí tức thủ lĩnh cự hạt tương đối cường đại, cho dù khi đối mặt với đám người từ dương, vẫn có thể phóng thích ra cảm giác áp bách lạnh thấu xương. Khí tê Bọ cạp đang khoe khoang thực lực của mình, không quên động hai kìm tay sắc bén với mọi người. Đều lui ra sao, ta đến đàn bọ cạp áp lực bắt đầu tiến lên. Long khôn lần này rốt cục không cần phải làm rùa rùa rụt đầu nữa, người đầu tiên xông lên phía trước, nguyên bản từ dương muốn ngăn cản, lại phát hiện nội tình của tên này cũng có tăng phúc kinh người. Phượng Hoàng Chi Hỏa ầm ầm. Long khôn sau khi tập trung một cỗ linh lực bổn nguyên, mạnh mẽ phun ra một cỗ xích sắc hỏa lãng về phía trước, đại lượng hỏa diễm quét ngang ra, trong khoảnh khắc liền đem hơn trăm tử hạt trước mặt đốt thành cho tàn phụ hoàng chân hỏa, long khôn lão sư, người này. Lúc trước mọi người đều biết long khôn này là loại hàng gì, nói hắn là phế vật có chút khó nghe, nhưng trên thực tế chính là chuyện như vậy, trên thạch tháp không ít học sinh so với long khôn hắn cường đại hơn nhiều. Hắc hắc, khiêm tốn khiêm tốn, lão sư các người ta, đã không còn là lão sư như phế vật lúc trước nữa nữa. Cẩn thận, bạch liên tiếp chỉ điểm một tiếng, bất đắc dĩ long khôn chỉ lo quay giải thích, căn bản không kịp làm ra phòng ngự lùi bọ cạp khổng lồ đâm vào bụng long khôn một cách dễ dàng phóc phóc long khôn chỉ cảm thấy đau nhức trong bụng theo bản năng mở ra huyền vũ chân công hào quang màu xanh biếc nhanh chóng bành trướng cự hạt phát ra tiếng gào thét chói tai lại bị long khôn nhe răng trợn mắt một cái tát xinh xinh lấy tay chặt đứt cửa vĩ cái gì trong mắt đoàn đội từ dương thiếu chút nữa bay ra ngoài cự hạt cuồng bạo bắt đầu phát cuồng không ngừng dùng hai cái kìm khổng lồ đấm vào bàn thể long khôn nhưng mà lực phòng hộ mà Huyền Vũ Trân công cung cấp lại làm cho Long Khô này có được thân thể kim cương bất hoại, quanh thân phát ra tiếng phòng ngự thanh thúy như sắt thép, quả thực là bách độc bất xâm, đào thương bất nhập. Kịch đầu còn sót lại trong đôi bọ cạp này cũng bị luyện hóa thành hư vô trong thời gian cực ngắn. Thì ra Long Lão Sư Nghịch tập thật sự có thể dễ dàng như vậy. Cái gì? Ngươi đây là sức mạnh của Phượng Hoàng? Cự hạt căn bản không nghĩ tới. Mấy người đột nhiên xuất hiện này lại có được đội tình bất phàm như thế, Phượng hoàng nhất mạch có địa vị gì? Tất cả thú linh trên đại lục đều phải cúi đầu bái lại hoàng giả thú tộc, tại trên long lực biến mất kỳ nguyên, Phượng hoàng chi lực đã có uy lực chúa tề vạn thú, Long Khôn đánh ra lực lượng như vậy, cho dù Cự Hạt cường đại cũng không dám tái tạo lần nữa. Rút đi. Một chữ ngắn gọn thốt ra, Cự Hạt mang theo đám bại tướng tàn binh còn sót lại bên cạnh mình nhanh chóng ẩn lui, đợt tồn tại này của Long Khôn cực kỳ thoải mái vốn định tiếp tục truy kích giết chết nó phiến giáp không lưu lại bị tử dương ngăn trở lại loại địa phương này chúng ta cũng không quen thuộc ngược lại là sân nhà của bọn họ ngươi nếu như muốn đánh ở lại nơi này đánh trăm tám mươi năm cũng không có khả năng toàn bộ giết hết mau chóng tìm được cửa vào long tàng mới là mục đích Long khôn hăng hái gật gật đầu hiển nhiên trận chiến này làm cho hắn hoàn toàn tìm lại được tự tin đoàn người tử dương tiếp tục tiến về phía trước bởi vì đi tới như vậy quá mức khô khan và lại lưu xa trong sa mạc có tính cắn mút cực mạnh tiểu đoàn linh cơ vừa động vẽ mấy con lạc đà đi ra có thể làm cho áp lực tiến lên của đám người từ dương giảm bớt hơn phân nửa tiểu quỷ ngươi thật là lợi hại long khôn không nhận ra hướng tiểu đoàn giơ ngón tay cái lên cả đoàn đội cũng chỉ có hán biết thân phận thật sự của tiểu nha đầu này sau ba ngày ba đêm ánh sáng xung quanh ánh sáng vàng nê bồ tát ngày càng trói lọi hấp thu long khí của tiểu long mãng đi cùng cũng ngày càng tăng nhưng không thể nhìn thấy lối vào thực sự của Long Tàng. Kỳ quái! Tại sao ta cảm thấy đích đến đã rất gần, thậm chí gần trong gang tấc, lại chỉ cảm thấy không thể tới đích? Bạch Liên Tuyết cẩn thận đánh giá tiểu nê nhân trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm hào quang tùy ý lé lên nhìn không ngừng, trung quy không thể tìm được đáp án. Long Tàng sự liên quan trọng đại, cửa vào cũng nhất định thập phần bí mật, muốn tìm được đáp án, có lẽ chỉ dựa vào nhãn giới là làm không được. Linh Giao dường như được dẫn dật, đột nhiên một ngón tay hoành thiên, kiếm quang sau lưng lấp lánh nhanh chóng ngưng tụ. Cái gì? Linh rào nha đầu, ngươi, ngươi triệu hoán ra kiếm tâm. Không, chỉ là có thể đem thiên kiếm cùng công pháp bản thân dung hợp, chân chính kiếm tâm còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Dù là như thế, mấy người từ dương cũng thật sự bị kinh hãi giật này mình. Thanh thiên kiếm này, nhưng ngủ say mấy vạn năm ở thánh địa, thập lão năm đó không ai không phải là kiếm đạo yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm, Cư nhiên đều bại ở trong tay tiểu nha đầu này. Ầm ầm, thiên kiếm cựm mang lạnh thấu xương chém xuống không trung, giống như muốn đem phương thiên địa này hoàn toàn bổ nát. Quả thật, một kiếm này nổ tung trong phút chốc, sa mạc mênh mông cùng mênh mông bầu trời, lại thật sự lưu lại một đạo dấu vết nhạt nhão Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Chẳng lẽ, phiến sa mạc này của chúng ta cũng là ảo cảnh? Điều này là không thể. Lăng Thanh Du vẻ mặt ngây ngốc, thậm chí có chút hoài nghi ý tứ nhân sinh đi liên tục ba ngày ba đêm, nếu đây thật sự là một đạo khốn cục, như vậy con đường phía trước ở đâu, còn chưa biết. Không, đại mạc mênh mông này đương nhiên không phải ảo cảnh, nhưng hôm nay, lại có cổ quái, vết nứt kia đã chứng minh hết thảy. từ dương hiển nhiên đã phát hiện ra một ít manh mối, chỉ nghiêng vào vân thiên, lúc này mọi người mới phát hiện, vết nứt bị linh dao chém ra, chậm chạp không có dấu hiệu hồi phục. Chúng ta ở trong sa mạc, cơ hồ thủy chung đều là trạng thái mất phương hướng nếu không phải kim quang nghề bồ tát cùng tiểu xà chỉ dẫn chúng ta sợ là vĩnh viễn đều phải bị nhốt ở nơi này mà nguyên nhân ngay tại phiến thiên này các người thường nghĩ đến tột cùng phải loại trạng thái như thế nào mới có thể để cho chúng ta bị nhốt trong mê cục lại không biết chút nào đây long khôn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mơ hồ hắn dường như là từ trong màn trời nhìn thấy bóng dáng của mình gương ta hiểu được bầu trời này căn bản là một tấm gương khổng lồ. Lời nói của Long Khôn như say rượu, lập tức đánh thức tất cả mọi người trong đội ngũ. Địa phương chúng ta ở là không gian chân thật dưới lòng đất nguyên dương đế quốc, nhưng một trời lại là giả, cũng là nguồn ánh sáng duy nhất của thế giới ngầm này, bởi vậy tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt đều sẽ có bộ phận giả dối tồn tại, đây chính là nguyên nhân chân chính chúng ta chậm chạp tìm không được lối. Vào, từ dưng cho Linh Giao một ánh mắt, hai người đồng thời phóng lên trời, quan vân kiếm ý dưới sự dẫn dắt của cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong phát ra kinh thế kiếm mình làm cho cả không gian rung động trong phút chốc sau lưng hai người đồng thời ngưng sinh ra một thanh khai thiên kiếm quang không gì sánh kịp lưỡi kiếm khổng lồ cao chừng mấy chục thước bước thẳng lên mái vòng cực tận hai người hai thanh kiếm sẽ chảm thương khung sao ầm um, ầm um. hai đạo kiếm quang đồng thời xông lên ở trung tâm vân đỉnh một chút va chạm lẫn nhau đem phiến thương khung sinh sinh này chém ra một đạo vết nứt không thể vãn hợp. Kiếm khí sụp đổ chung quanh, từ dương cùng linh dao đồng thời ngâm sướng quan vân kiếm quyết, trên bầu trời vô số kiếm khí giải rác một lần nữa tụ tập, lần thứ hai hóa thành hàng ngàn đạo kiếm nhận mang, đối với màn trời đã nứt ra này phát động lần tiến công lần thứ hai. Phá ầm ầm vết nứt không ngừng bành trướng, thẳng đến thiên chi kính khổng lồ này hoàn toàn vỡ vụn, cả sa mạc thế giới lâm vào một mảnh hắc ám đưa tay không thấy năm ngón tay. Á, à, ta mù à, sao ta không thấy gì hết? Đừng hoảng, ta cũng vậy. Thanh âm của lăng thanh su vang ở bên tai Long Khôn, nhưng hắn ngay cả hình dáng bóng người cũng không nhìn thấy. Đoàn đoàn ở đâu, nhanh lên, vẽ một cái gì đó có thể tỏa sáng ra đi. Long Khôn giống như một đứa trẻ mất đi ánh sáng rầm rầm la hét không ngừng, bốn nữ từ trong nội ngũ, không ai lo chết như hắn. Thôi đi, ta thậm chí không nhìn thấy bảng vẽ ở đâu, ngươi có nghĩ rằng ta còn có thể vẽ không, đồ ngốc. Thảm quá, gương ngược lại bị đánh nát, nhưng ánh sáng cũng biến mất theo, chúng ta thành mở mắt mù, còn ni mã không bằng vừa rồi. Lòng khôn bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, cũng không nghĩ tới dưới thân phát ra tiếng động tinh tế vỗ phụn. Không tốt, có rắn. Từ dương vừa rơi xuống đất thính giác siêu nhiên, theo bản năng mở miệng nhắc nhở một câu, bất quá căn bản không kịp, Long Khôn đã sớm được nhận định là mục tiêu thứ nhất, trong nháy mắt bị ba con mãng mãng kịch độc quấn lấy. Huyền Vũ chân Công Long Khôn thuần túy là dựa vào bản năng dẫn động công pháp, lúc này mới chống lại đợt tiến công đầu tiên của những độc xà này, bất quá có một cái thì có điều thứ hai, những độc vật này sợ là đã sớm theo dõi đoàn đội từ dương, thừa dịp giờ phút này lực hành động của mấy người bị cản trở, liền trước tiên phát động. Xâm nhập, Long Khôn công pháp này tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không phải là một công pháp phụ trợ, đối với những người khác sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ quản mình bách độc bất xâm. Bầy gián thấy thân thể tên này đột nhiên biến thành sắt thép, không tiếp tục làm mất mặt mình nữa, quyết đoán đem mục tiêu tiến công chuyển đến trên người mấy tiểu tỷ tỷ bên cạnh. Cẩn thận! Bạch liên tuyết ngược lại còn tốt, thân thể thánh liên cộng thêm Phật quang hộ thể, miễn cưỡng có thể chống cự một trận, so sánh với linh dao cùng lăng thanh du liền thành tồn tại nguy hiểm nhất. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, có thể thử dùng công pháp kia. Lang Thanh Xu đối mặt với nguy cơ giả phệ thong dòng ứng đối, đạo Nguyệt Luân quen thuộc trong đầu lại hiện lên. Thiên Nguyệt vô ngân, tay trắng nháo quyết, sau lưng một đạo trang sáng cực lớn từ từ dâng lên, ánh trăng sáng sụa tập tức làm cho đoàn đội tiểu dương có được tầm nhìn rõ ràng xung quanh và trăm thước. Cùng lúc đó, trong phạm vi bao phủ khí tức của Lang Thanh Xu, tất cả mọi người đều đạt được một tầng Nguyệt Chi Quang mung lung mà thuần túy thủ hộ, cực lớn che đậy hiệu quả ăn mòn xà độc mãnh liệt kia. Thanh Xu, ngươi từ khi nào có công pháp cường đại như vậy, thật là lợi hại. Làng Thanh Xu đứng trên không, tựa như thần binh thanh lệ vô song dưới ánh trăng, cung cấp cho mọi người trong đoàn đội thủ hộ cùng quang mang cường đại nhất chỉ dẫn. Chính là dưới sự chỉ dẫn của lão bà bà tiến vào ảo mộng, trong lúc vô ý lĩnh ngộ công pháp này, rất thần kỳ chứ, lòng khôn mừng rỡ. Thì ra là như thế, mẫu phi để lại cho chúng ta một giấc mộng hão huyền mục đích là để cho chúng ta thêm một bảo đảm trong quá trình tìm kiếm long tàng than ôi mẫu phi thật sự là dụng tâm lương hổ. Long khôn vẫn chưa lên tình cảm thầy trò của mình và lão phụ kiên nói ra cũng lấy xưng hô là mẫu phi mọi người nhao nhao gật đầu thật tốt quá hiện tại có ánh trăng này chỉ dẫn chúng ta không sợ không có tầm nhìn hơn nữa còn là tầm nhìn rõ ràng nhất thuần túy nhất bạch liên tuyết nói xong cùng mấy người từ dương phát động phản công cường thế Phượng Hoàng chân hỏa. Đãng kiếm quyết, mấy đại lão mỗi người đều hiển thần thông, rất nhanh đem những bầy rắn xâm lấn trong sa mạc trước mặt tiêu diệt sạch sẽ. Đồng thời, Tịnh Nguyệt vô ngân khí tức bao trùm, chung quanh những con rắn trùng thử kiến hôi che giấu, cũng đều không dám dễ dàng tiến lên, Từ Dương dường như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên bay lên trời, lấy đạo niệm tự thân đạo hóa ba ngàn, đem vòng hạo nguyệt này đẩy về phía thiên khung. Mỗi lần nâng cao một tấc, phạm vi bao phủ của quang mang tháng này sẽ mở rộng một lần trời ạ à, nghèo chín ngày có thể thấy trăng sáng từ dương đạo hữu này thật là vận khí tốt thật không thể tin được long khôn bất giác thở dài lại thấy tiểu đoàn đoàn bên cạnh cũng bắt đầu cầm cọ vẽ lại chẳng mấy chốc vô số ánh sáng rực rỡ từ xung quanh mọi người từ từ bay lên bầu trời và khung cảnh không gian dưới lòng đất này lại được thắp sáng trong tầm nhìn của mọi người các ngươi nhìn kìa quả nhiên không giống nơi này không còn chỉ là vô cùng vô tận hoang mạc, bên ngoài đã xuất hiện rừng rậm việc Long khôn kích động nói, mọi người lập tức không ngừng vó ngựa chạy về phía bờ bên kia, cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực hoang mạc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp này. Hiện tại chúng ta nhìn thấy, mới là cảnh tượng chân chính của không gian ngầm này. Nếu ta đoán không sai, Long tàng địa, nhất định kết nối Long mạch trên mặt đất, cũng chính là nơi Long khí dồi dào nhất. Nguyên dương đế quốc năm đó, cũng là sau trận hạo kiếp của Tam Thiên Đạo Châu nhanh chóng thành lập, nếu như ta là người thành lập, vị trí hoàng cung hẳn là nơi tương ứng với long khí nhiều nhất lối vào long khí. Từ dương phân tích sóng này có thể nói là thần lai chi bút. Nói như vậy, hoàng cung trên đỉnh đầu, dưới chân chính là long tàng địa, vậy thì dễ làm, hoàng cung nguyên dương đế quốc là ở vị trí phía tây nam thánh hồn thư viện đại khái khoảng 300 dặm chúng ta lập tức xuất phát đi. Long khôn từ nhỏ đã lớn lên ở thư viện trường, cụ thể ở phương vị nào hắn nhắm mắt lại cũng có thể tìm được, kết quả là đoàn người dưới sự chỉ dẫn của Long Đại hướng dẫn viên, nhanh chóng đi tới mục đích, đến chứng thực phán đoán của Từ Dương. Đến rồi, chính là phụ cận này, sẽ không có sai. Ta đã ngửi được Long Chi khí tức vô cùng nồng đậm, phụ cận này nhất định chính là nơi ẩn nấp của Long Mạch. Tiểu Long mãng có vẻ đặc biệt kích động, liên tục la hét. Mà cách trước mắt không xa, vừa vặn đứng một tòa sơn mạch, cổ xưa mà thâm thúy, dưới ánh trăng che khuất, giống như một người khổng lồ độc lập vạn năm, nhìn xuống đại địa mênh mông ngọn núi kia hẳn là chỗ vào long tàng đi đi lên xem một chút long khôn đã khẩn cấp một ngựa sông lên trước ai ngờ sau khi tới gần núi non một khoảng cách nhất định một đạo vô hình quang mạc trong nháy mắt liền đem long khôn lỗ mãng đánh bay trở về người thế nào long khôn nhào lộn mười mấy vòng trên không lúc này mới khó khăn lắm mới ổn định thân hình ta không có việc gì chính là ngọn núi này hình như có chút cổ quái hai tròng mắt từ dương trong nháy mắt nổi lên màu tím thì lực cường đại đảo qua núi quả thật phát hiện ra một tầng quang mạc màu vàng sậm như có như không bao phủ toàn bộ sơn thể đây là hộ pháp thiên trận của đội ngũ tu luyện cường đại nhất nguyên dương đế quốc mạnh mẽ ra chỉ trên long mạch là từ trận nhãn trên mặt đất thông suốt xuống như thế xem ra hoàng thất nguyên dương đế quốc hẳn là đã sớm hiểu được dưới lòng đất này có cự tàng nhưng liên quan đến long tàng nghịch thiên đại bí bọn họ hẳn là còn không rõ ràng lắm, chỉ hơn thuần đem nơi này làm đế khí rắc mạch để thủ hộ. Từ dương đoán được những thứ này, đang suy nghĩ xử lý đạo pháp trận này như thế nào, nếu mạnh mẽ phá vỡ, nhất định sẽ khiến cho đế quốc phản hồi. Tuy nói bọn họ nhất thời nửa khác căn bản không tìm được nơi này, nhưng vạn nhất những người kia phát điên, thông qua trận nhãn trên mặt đất phía trên lại hạ xuống lực lượng gì. Khó bảo đảm sẽ không quấy nhiễu đến mấy người từ dương, thậm chí phá hư long tàng. Đều đến lúc này, từ Dương tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngoại lực nào quấy nhiễu Long Tàng đại bí xuất hiện, cho dù chỉ có một chút manh mối, cũng phải đem nó bóp chết ở trong nồi. Đang lúc tất cả mọi người đang khổ tư minh tưởng không giải thích được, vẫn là tiểu oa nhi đoàn đoàn kia nghĩ ra biện pháp. Hì hì, ca ca chớ lo lắng, đoàn đoàn có biện pháp. Mắt thấy tiểu gia hỏa này nhảy nhót đi tới trước mặt thủ hộ thiên trận, phẳng phất như có thể nhìn thấy vùng ven của màn hào quang kia, nhẹ nhàng thò tay ra bên ngoài trận lực kia, bất quá cùng phu thu linh, làm cho mọi người không thể tưởng tượng được kỳ tích lại thật sự xuất hiện màn sáng thủ hộ thiên trận bộ phận bị đoàn đoàn tiếp xúc lại bị hòa tan ra một lỗ hồng đám người từ dương cùng bạch liên tuyết hai mặt nhìn nhau thật không thể tin được tất cả lại là thật tiểu đoàn đoàn chỉ có tu vi nguyên anh cảnh không có khả năng so với bất kỳ một người nào trong đoàn đội từ dương ngụy trang còn cường đại hơn nhưng năng lực đặc thù như nàng lại làm cho mọi người chấn động Tiểu nha đầu này rốt cuộc là thân phận gì Vừa rồi phản ứng của Long Khôn phán đoán, trình độ cứng cỏi của trận này, cường giả cái thế trên không phải nguyên thần đỉnh phong cảnh không thể phá vỡ, nhưng lại bị nàng dung tan, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Từ dương cười khổ lắc đầu, hai người mới gia tăng trong đoàn đội của mình, quả thực một người so với một yêu nghiệt, có lẽ đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất trong chuyến đi Long Tạng. Dưới sự trợ giúp của đoàn đoàn, đoàn từ dương không có kinh động nguyên dương đế quốc, thành công đột phá thủ hộ thiên trận đến dưới chân sơn mạch này, việc tiếp theo cần làm, chính là tìm lối vào núi. Tiểu gia hỏa, tùy ngươi, từ nay về sau, có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên là tùy ngươi đối với đoàn đội làm ra bao nhiêu cống hiến. Từ dương nói một câu đơn giản, liền triệt để điều động tính tích cực của tiểu long mãng, đem cái nhìn sâu sắc bản thân tăng lên cực hạn, bắt đầu tuần tra núi từng tấc từng tấc, cảm thụ khu vực long khí tập trung nhiều nhất, không quá ba canh giờ, tiểu long chan đưa ra phản hồi. Láo đại, Nơi này có cổ quái. Từ Dương tiến lại gần, phát hiện Tiểu Lao Mãng chỉ ra cái chỗ này, nhiệt độ trên mặt núi tản mát ra hoàn toàn bất đồng với các vị trí khác. Quả nhiên có cổ quái. Nhiệt độ cao như vậy, chứng tỏ nơi này chính là điểm lưu thông năng lượng bên trong núi, nếu như ta không đoán sai, trong núi hẳn là có được khu vực chân không thập phần khổng lồ, được phân tích này của Bạch Liên Tuyết cũng khiến Từ Dương tự định tâm tư. Chính là nơi này đi, mạnh mẽ phá vỡ một lỗ hồng chúng ta liền từ nơi này vào núi. Từ dương rất rõ ràng, loại long tàng chi địa này, căn bản không có khả năng chính trực bắt kinh ra vào chỗ, muốn tiến vào bên trong, nhất định phải tự mình động thủ mở ra một cái điểm ra vào. Cùng nhau sao? Giọng điệu trong trẻo lạnh lùng của Linh Giao phát ra, giống như khí chất cao lãnh điểm đạm bình thường của nàng, chưa từng có thói quen nói nhảm. Không cần, ta tự mình đến là được. Từ dương cũng không có vận dụng lực kiếm đạo, đều bởi vì nơi này dù sao cũng là vị trí cách thủ hộ thiên trận rất gần động tĩnh náo đoạn quá lớn cũng không phải là hành động sáng suốt chỉ thấy từ dương một trưởng nhẹ nhàng đặt ở mặt ngoài núi cảm thụ nhiệt độ nóng rực từ trong cơ thể núi tản mát ra mơ hồ một đạo hào quang lóng lánh thái cực đồ đang hiện ra tam nguyên quy nhất lẩm bẩm vài câu trong miệng tôi thấy quy tắc của đạo do từ dương sáng tạo phát huy tác dụng dùng một lực lượng kinh người làm tan giã kết cấu đất đá trên bề mặt đoạn núi khiến cho vật chất này có rút nhanh chóng trong thời gian cực hạn cho đến khi nó biến mất vô hình, tan trẻ thành dạng sức mạnh tinh thần nguyên thủy. Nhất Đây, đây là công pháp chết tiệt gì vậy? Cái này cũng đáng sợ quá đi, ngươi là tạo hóa giả sao? Sư Tôn, ngươi không phải là lại đột phá chứ? Bạch Liên Tuyết cũng giật mình, dù sao loại đạo hạnh như từ dương, nàng nghĩ không ra sư Tôn của mình còn có thể tăng lên cảnh giới như thế nào, nhưng chỉ riêng hắn vừa ra tay biểu hiện ra cảnh giới, sớm đã không phải người bình thường có thể lý giải, tạo hóa như vậy, nhưng bằng thôn vệ linh lực tu luyện hoặc là công pháp. Nào đó tăng lên, căn bản không có khả năng làm được. Không có gì, bất quá là đem nội tình lúc trước dung hợp thông suốt, sáng tạo ra một loại đạo thống hoàn toàn mới thiên về nguyên thủy pháp tác, tương lai thời cơ chín muồi, ta sẽ đem phương pháp này truyền thụ cho các ngươi. Mọi người, nói dễ nghe, nội tình mười vạn năm, chờ mình thật sự có tư cách kế thừa đạo thống này, vậy muốn hồn niên mãng nguyệt bạch liên tuyết tam nữ thần cũng chỉ nghe như vậy bất quá các nàng đối với thực lực cơ hồ thần hóa như từ dương hiện giờ là thật sự bội phục ngũ thể đầu địa rất nhanh một cái khe núi rộng nửa thước đã bị chế tạo ra huyệt động này nhìn qua thập phần sâu thẳm giống như mấy người vừa mới suy đoán bên trong nối liền tuyệt đối là không gian chân không càng rộng lớn ta đánh đầu trận trước các người đuổi theo nếu gặp phải nguy hiểm các người không cần quản ta lập tức rút lui từ dương nói xong đã thấy Long Khôn vỗ vỗ ngực. Ta nói, nơi này có một đại nhục sơn kim cương bất hư, ngươi không cần nhất định phải tự mình mạo hiểm. Long Khôn đúng là hào tâm, muốn đoàn đội cống hiến chút nào, từ dương cũng không phải không tin hắn, chỉ là Long Tàng Địa này huyền ảo như thế, tình huống bên trong tuyệt đối là bên ngoài khó có thể tưởng tượng, mặc cho Long Khôn có chống đánh thế nào, năng lực ứng biến cũng tuyệt đối kém từ dương giống 10 vạn năm. Nhiều khi, có kinh nghiệm và trí tuệ hữu ích hơn nhiều so với khả năng thuần túy yên tâm đi, có người đại hiền thân thủ, ta chỉ là lo lắng, bên trong nếu thật sự là chân không thế giới, nhất định sẽ niêm phong một loại vật chất đặc thù nào đó có thể ăn mòn linh hồn, làm cho công pháp người khó có thể phát huy tác dụng. Long khôn ngưng trọng điểm, ngoan ngoãn dựa theo phân phó của Từ Dương, ở lại phía sau cùng đội ngũ, tiêu đoàn đoàn đứng áp chót, kẹp ở giữa Long khôn và lang thanh su, bạch liên tuyết ở giữa đội ngũ. Linh Giao thì theo sát phía sau Từ Dương tùy thời chuẩn bị thi pháp chém giết nguy hiểm. Từ Dương ở phía trước, áp lực tự nhiên lớn nhất, cơ hồ dùng hai tay chống đỡ sức nặng của tất cả mọi người phía trên, mỗi lần lặn một khoảng cách nhất định, phải khoách tán tinh thần lực kiểm tra xem có nguy hiểm hay không. Quan trọng hơn là, bởi vì không gian ngầm này thời gian dài vây ở trạng thái chân không, khí tức tương đối mỏng manh, bản thân mang đến cho các tu sĩ áp lực chính là thật lớn. Dưới đó là nơi nào thế này, sao ta thấy hơi sợ nhỉ? Lòng khôn nào cũng trải qua những chuyện này, cả người toàn bộ hành trình đều là trạng thái run rẩy nơm nớp lo sợ, còn không có tinh thần bằng tiểu đoàn đoàn phía trước. Xem ngươi, chịu đòn mạnh như thế, lại nhát ga như vậy, thật sự là bực mình. Đoàn đoàn chọc phúng chọc cho tam nữ thần phía trước một trận buồn cười, bầu không khí cũng thoải mái hơn một chút. Đúng lúc này, từ dương đột nhiên buông hai tay ra, thân thể nhanh chóng hạ xuống, thẳng đến khi hai chân vững vàng rơi xuống đất, lập tức nâng hai tay lên trên, linh lực cường đại bản nguyên nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quang mạc, đem mỗi một người đọa hạ vững vàng tiếp được đây là lối đi có lẽ nào chúng ta đang đi đúng hướng xem ra hẳn là như vậy địa điểm tương ứng ở cuối động này hẳn là vùng đất long tàng chân chính mặc dù không biết bên trong trông như thế nào nhưng ít nhất từ kết cấu nơi này mà nói hẳn là một không gian nghĩa địa làng thanh du hậu nguyệt dị tướng lại xuất hiện hành lang dài bị công pháp của nàng hoàn toàn thắp sáng tất cả mọi người bên ngoài lại bị ánh trăng gia trì tăng cường sức đề kháng của mỗi người trên phạm vi lớn tư dương một ngựa đi trước mang theo mọi người đi tới trước cánh cửa đá khổng lồ này. Ồ, trên đó không phải. Có cổ tự sao? Bạch liên tuyết kinh hãi. Cổ hoang, kỳ thật chính là một siêu cường cường nổi danh nhất của ba ngàn đạo châu hơn mười vạn năm trước, cũng là tên gọi chung của mấy đại đế quốc đạo châu hiện nay. Nghe nói thời kỳ đỉnh cao của vương triều cổ hoang, thế lực tỏa ra hơn phân nửa đại lục, Đội tình tương đối bất phàm. Về sau theo thời đại thay đổi, thế lực cổ hoang dần dần nhỏ, mới có rất nhiều đế quốc tiếp theo xuất hiện bất quá nguyên dương đế quốc lại là nhất mạch hoành không xuất thế gần vạn năm trước thực sự xem như là dị số nói như vậy lòng tàng địa chính là đế lăng của vương trầm cổ hoang sao khi nhận thức như vậy xuất hiện trong đầu mỗi người sau lưng cửa đá khổng lồ trước mặt không thể nghi ngờ lại có thêm vài phần thần bí nếu thật sự là như vậy như vậy bên trong tòa đế lăng này hẳn là niêm phong nội tình trường thừa hiếm có